cái gì vạch 1.2 vạch liền này nhưng nhá. Mà anh cứ thông báo cho em là cái lỗi gì ạ? Thì mình đi thì mình biết được cái gì đó em. Ồ, nó phải có lỗi chứ anh. Thế đấy trả lỗi là cái gì? Anh thông báo chuẩn lỗi cho em. Em cho xe lên trên đầu cho anh cái đâu xuống. Đây là không phải lỗi, là sai làn của em. Đây, nếu mà đường này nhá thì là không phải sai làn nhá. Vạch 1.2 này. Quá lên cho anh cái đi. Anh bảo xe này lên đi, em mới lên được đi. Đó sếp làm việc em đi sếp ơi. Đã. Em không chở cái gì rồi. Em đi xe không. Đi em để ý vào nha, những cái đoạn đấy là nó không cho vượt nhưng mà chưa. Nhưng mà anh thông báo thế nó không đúng lỗi, em không chấp nhận nên. Nhưng mà thôi, nếu mà để lần sau em rút kinh nghiệm được, ok, còn anh nhắc nhở là ok. Cái vạch đấy nha, cái vạch đấy là nó không cho mình lấn sang làn, chứ phải chưa? Rồi, ok anh. Cái vạch 1.2 là vạch gì, nếu vạch cái này được, có thể chuyển làn sang cái này, nếu đi đường đúng không? Vâng, vâng. Cái vạch điền đấy, vạch điền 1.2 là vạch điền là mình không được lấn làn sang. Rồi, ok. Thấy chưa? Vâng. Đi lần sau em để ý nhá. Rồi, ok. Vạch đấy nó không cho mình lấn làn đâu. Không chỉ mình biết, em hiểu chưa? Em lái xe phải biết chứ, đúng không? Ok. Con giấy tờ thì bọn em có thể nhắc nhở lần sau bọn em đi bọn em để ý nha. Vâng, vâng. Em thì lúc nào cũng đầy đủ nha. Thế thì đi rồi. Vâng, cảm ơn anh nhé. Cái vạch liền này nhá. Vâng, nếu vâng. Em lấn sang là không rồi. Rồi, ok anh, ok anh. Em đi nhá.